Xin rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Thôn Nữ Trúc Phương. Cả nhà ơi, thì lâu lắm rồi trên kênh của Phương á, không có dẫn cả nhà đi mò cá. Chiều hôm nay mát trời, đẹp trời nữa, Phương với mẹ ra ngoài một cái đường mương ngang ở ngoài ruộng, giữa giao nhau giữa hai mí ruộng á. Phương với mẹ sẽ mò cá hôm nay, mời cả nhà cùng đi mò cá với hai mẹ con Phương nha. Một con cá lóc đi. Một con cá lóc phi nha cả nhà ơi. Lóc phi là một con ốc đầu tiên nha. Đưa sau đây mà dính. Còn cô phi nữa đây nha. Con cá chê cả nhà ơi, cầm cứng dữ lắm luôn á. Cho vô xô. Đây cả nhà, con cá chê nha. Còn cá lóc phi. Đây ốc đắng. Bây giờ quay con luôn. Đó cả nhà. Này dính, này dính. Con dạ. Đây cả nhà. Ui da, ui da. Chơi 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 chơi. Đây, lấy cục đất Phương đắp lên cái. Cua. Ui. Ừ, con này bự á. Chơi chơi chơi, để con nắm vô. Để. Đúng luôn, đúng luôn. Kẹp con cá ốc con luôn á. Bự không, bự không? Đeo không? Ô, con cần kinh. Cần kinh luôn hả? Ừ. Nó. Ôi ôi. Ê, liền. Chút xíu nữa à, nữa hai.
nó dễ quá uống lắm. Đây, đây cái hang nữa cả nhà. Rồi thông qua hang bên kia đi ra rồi. Ừ. Nó đưa cái đầu vô trong đó nha. Hơi khó. Để Phương chút xíu. Nó đưa cái đầu vô trong. Ôi da. Ui, một con cá trê. Cá trê cả nhà ơi, ngon chưa? Ốc, ốc trắng, ốc vàng luôn. Hàng này ăn lên trên nữa chứ. Sao hay vậy trời. Ăn qua ăn lại cả nha. Đây là cái bờ nè. Đây cái bờ, cái ở dưới đó là cái đường mương đó. Dạ. Rãi Phương nói cả nhà đó. Ăn đâu lên trên đây trời. Đặt trên đây chứ. Mình ăn lên trên đây nè cả nhà. Ôi, cái giò té mà hổm còn bậm vậy đó hả Phương? Bé Phương bới đi gần bị té cả nhà. Đây một cục, bên đây một cục. Té mấy hôm rồi mà nó bầm xanh lên luôn, sức đầu hoài nó không hết. Phương mất cái hang này phải nó ăn lên trên bắp cứng nha. Đây là dính nè. Đây cái nhà ơi. Ui da, ui da, ui da. Ui con lông kiến. Ui con lông kiến, nó con gì. Lông kiến nè, mình cho vô sổ. Đây ốc. Ốc vô vàng. Nó đụng đây nữa vậy nè. Đây con này to hơn rồi nè. Ồ con có ngon cái mặt đó, nó mua tháng nước này là mập lắm. Tháng khô nó mấy ốm nó ăn chình không. Mà con thấy hầu như là tháng này á con gì cũng mập hết mẹ ơi.
Nó có gà đu chét rồi nè. Dạ. Đu chét này mới chỗ ra nha. Lúa này đợi chín chút nữa cái nó rủ xuống cái cá vô cá này cái kia rồi nó ăn lúa ra nha. Cái nó mập thêm luôn. Đây, con ốc nữa nè. Cái này nha, xèo xèo luôn. Đây, đi nước cây to luôn. Ở dưới gốc cây có hang nữa nè. Đây cả nhà ơi. Ồ, một con cua. Phải đè sình lên đó cả nhà. Một con cua càng kình nữa nha. Đây, kẹp vô cái. Thôi, thôi, thôi. Ây da. Dạ, dính này. Sao giờ chắc ăn tính giỡn tí xíu là buông ra liền. Buông nó ra là nó khôn lắm. Nhả ra liền à. Cua cả nhà ơi. Sao vô trong thùng rồi. Nãy giờ được 2 cá chê, 3 con cá rô phi, 1 con cá lông chuyến với mấy con cua nữa cả nhà. Cả nhà ơi, nãy giờ Phương với mẹ Phương mò một đổi luôn cả nhà. Tuốt tuốt đằng mấy ba đằng đó đó. Tuốt tuốt đằng đẳng luôn á. Đi dài lên tới đằng đây luôn cả nhà ơi. Được mới rồi. Mì cái gì đâm vô tay vậy trời. Cái lâu chín cả nhà ơi. Thôi giờ hai mẹ con Phương cũng về. Nãy giờ mò cũng lâu lắm luôn rồi đó. Cũng lạnh nè cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video và theo dõi hai mẹ con đi mò cá với hai mẹ con hôm nay nha. Cả nhà xem đến đây thương cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh Hôn Nữ Trúc Phương để giúp hai mẹ con Phương có thêm động lực để ra những video cho những chuyến đi kế tiếp của hai mẹ con nữa. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Hẹn gặp lại vào lần sau. See you again.